Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel mình nhá. Thì như các bạn có thể biết rằng ấy là dạo gần đây là chúng ta đang có rộ lên một cái thông tin. Đấy là một cái bộ truyện tranh Attack on Titan là khả năng cao là sẽ hợp tác với cả cái game Free Fire chúng ta anh em ạ. Thì chi tiết ấy có nghĩa là khi mà gọi là hai thứ nhất là một cái nhà sản xuất của Ghana, Free Fire chúng ta và kết hợp với cả cái tác giả của bên Attack on Titan và kết hợp với nhau ấy, thì chúng ta sẽ có được những cái bộ đồ Attack on Titan xuất hiện bên trong game anh em ạ. Và ở đây như trước mặt của tất cả mọi người có thể thấy rằng là đây là mình đang sở hữu được cái bộ đồ của nhân vật Reiner trong cái bộ truyện tranh Attack on Titan. Và chắc chắn đấy, nếu mà những cái bạn nào là fan của Attack on Titan là chắc chắn sẽ biết qua về cái bộ đồ này. Ok, và nếu mà nhìn tổng quan hơn về cái bộ đồ này thì các bạn có thể thấy ấy, là cái bộ đồ này nó sẽ có hai cái phông màu chủ đạo. Thứ nhất là một là cái màu vàng đậm, hai là cái màu đỏ sậm anh em ạ. Thì khi mà hai cái màu này nó kết hợp với nhau ấy thì nó sẽ tạo ra cái sự hài hòa trong cái bộ đồ này. Và thứ hai là nó cũng bám sát cái màu của nhân vật ở trong cái bộ truyện trong tranh nữa. Và ngoài cái việc mà cho mọi người chiêm ngưỡng về cái gọi là vẻ đẹp của cái bộ đồ này ấy, thì mình sẽ cho mọi người thấy là một số cái hành động của cái nhân vật Attack on Titan ở bên trong cái game Ghana Free Fire chúng ta mọi người nhá. Đó, đây là hành động thứ nhất này, trông rất là ngầu luôn. Của cái bộ cơ động này gọi là đu lên đu xuống đu ngang đu dọc luôn anh em ạ. Đấy, ông nào mà gọi là xem Attack on Titan chúng tôi đấy thì chắc chắn là biết ngay về cái bộ đồ truyện tranh này. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ xem những hành động còn lại xem nào. Đó, đấm xuống đất bao ngầu luôn em ạ. Mình nhớ là trong chuyện là không có cái tính năng đấy các bạn, dị vãi trưởng. Này, tích nộ lại, đâm mắt xuống này, bùm xoài, ngầu em, ngầu vãi trưởng ra luôn đấy. Đó, chúng ta sẽ xem về tính năng khác nhá. Ơ, vãi trưởng, đầu má, Titan đi xe mô tô em ạ, Titan đi trước thời đại cơ, gắt vậy. Dùng lại cái hành động này xem nào, dịch này, úi rồi ơi, vãi trưởng ảo tung chảo này em ạ, quá là ngầu luôn. Nào, thực ra chúng ta vẫn còn một số hành động nữa cơ, mình sẽ test từng hành động một nhá. Nào. Gì đây? Úi dồi ôi, gầm lên này. Thôi bắt đầu thằng này làm gì đấy? Chạy đến nào. Lao đến. Úi, phát đấy, thằng nào cản đường cái là đánh cho không trượt phát nào luôn. Sắp tới ấy, nếu mà cái game gọi là sinh tồn chúng ta mà có được những cái tính năng ấy thì khỏi cần chơi súng này em ạ. Đấy, dã nhau như dã gạo này. Đấy, mày bưởi này, đấy em thấy ghê không? Ghê vãi trưởng ra luôn đấy. Một cái bộ đồ thực sự là đẹp. Và thứ hai nữa là về cái tính năng thì mình nghĩ là chắc nó không có tính năng gì đâu. Bởi vì chủ yếu là đây là những cái bộ trang phục thôi mà. Và cái game chúng ta vẫn là cái game sinh tồn như bình thường. Chứ bây giờ nếu mà mọi người thử nghĩ xem, nếu mà những cái tính năng của những cái nhân vật này ấy, nhân vật của trong cái bộ truyện tranh của Attack on Titan mà nó gọi là được gắn liền với cả bên trong game ấy, thì mình nghĩ là đây sẽ không còn gọi là cái game sinh tồn nữa anh em ạ. Đó. Đấy, ở đây thì vào cái mục cửa hàng chúng ta thì chắc chắn là vẫn chưa có ai bán cái bộ đồ này rồi. Rồi, để có thể là sở hữu được cái bộ đồ này thì đây là một cái bí quyết của riêng mình em ạ. Thì ok, và mọi người có thể thấy là trong cái bộ đồ cửa hàng ấy thì ta không hề thấy bất kỳ một cái bộ đồ nào của nhân vật Reiner được cả. Có nghĩa là qua cái video thì mọi người có thể thấy là ngoài mình ra, mình nghĩ là sẽ không có bất kỳ một YouTuber nào khác để có thể sở hữu được cái bộ đồ này em ạ. Đó, trông rất là đẹp luôn đấy. Cho anh em gọi là tìm ở cửa hàng, gọi là tìm chán thì ngoài xem cũng không thể làm thấy được cái bộ đồ này đâu. Sồi ôi, thấy gì chưa? Và tất nhiên là những cái hành động của những cái con nhân vật Reiner này thì có thể là sắp tới nó sẽ xuất hiện ở bên trong game của chúng ta nữa anh em ạ. Thì đây cũng chỉ là một cái tin đồn phỏng đoán thôi, thì mình cũng chưa thể xác thực được đây có phải là cái thông tin chính xác. Nếu mà cái nhà phát hành Ghana Free Fire chúng ta ấy mà kết hợp với cả cái bộ truyện tranh Attack on Titan thì chắc chắn là chúng ta sẽ có rất nhiều cái bộ đồ gọi là nó ngon, nó đẹp và cũng như là nó trông nó ngầu hơn rất là nhiều rồi anh em ạ. Đó. Và được rồi. Và ở đây thì thực ra thì chúng ta có thể vào được cái chế độ huấn luyện để có thể nhìn gọi là rõ hơn về cái vẻ đẹp của cái nhân vật Reiner chúng ta ở bên trong game nó sẽ xuất hiện ra sao anh em ạ. Đây mình sẽ vào chế độ huấn luyện cho em coi nhá. À, mà còn một điều nữa mà anh em cần biết rằng là đây ấy là chính là cái nick chính chủ của mình chứ mình không phải là đi lấy từ bất kỳ một cái YouTuber nào khác. Và đây là cái video đặc quyền của mình luôn em ạ. Nào bây giờ chúng ta sẽ vào cái chế độ huấn luyện cho em coi nhá. Chế độ huấn luyện này cho em nhìn rõ về cái bộ đồ Reiner chúng ta khi mà xuất hiện bên trong game nó sẽ ra sao anh em ạ. Nào nhìn nào. Đó, vậy là hiện tại là chúng ta đã xuất hiện ở bên trong cái khu vực huấn luyện rồi em ạ. Thì em thể thấy là cái bộ đồ Reiner này khi mà xuất hiện ở bên trong game chúng ta trông rất là ngầu luôn. Đó, và mình nghĩ là đây là một cái nhược điểm khi mà mình làm kiểu này ấy, thì một số gọi là những cái thanh niên khác thì không thể làm mà nhìn được cái bộ đồ của mình. Thì đây là một cái nhược điểm mà khá là đáng nói em ạ. Nghĩa là ngoài mình ra thì chỉ có mỗi mỗi bản thân mình là nhìn được cái bộ đồ này thôi. Rất là khó khăn anh em ạ. Và nếu như mà anh em thấy video mình hay thì anh em đừng quên ấy, để lại cho mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube để có thể là ủng hộ cho mình nhá. Và bây giờ thì mình sẽ xin phép là kết thúc cái video tại đây. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những cái video sau nhá anh em nhá.